Hello, xin chào mọi người cùng quay trở lại với channel của Sàn Crypto, kênh chuyên về phân tích kỹ thuật cũng như là phân tích đánh giá các đồng coin trong thị trường crypto. Hôm nay là thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024. Hiện tại BTC đang giao dịch quanh mức khoảng là 43.300. Thì đầu tiên thì như thường lệ mình sẽ xem qua là cái thị trường hiện tại thì xem như thế nào. Thì nhìn qua overview của thị trường thì mọi người cũng có thể là dễ dàng nhận biết. Thì sáng hôm nay thì hoàn toàn là một màu đỏ đến từ một số những cái đồng altcoin, đa số những đồng altcoin mình thấy là đều có những cái sự điều chỉnh từ 5, 10%, 15, 20%. Mình thấy là một sự điều chỉnh khá là lớn dành cho altcoin trong những thời gian vừa qua. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ quay trở về với lại là biểu đồ chart. Thì đầu tiên thì mình chắc có lẽ là mình sẽ xem về gọi là total là tổng vốn hóa thị trường ha. Thì như những thời gian trước đó thì mọi người đã thấy là cái xu hướng gọi là tăng trưởng khá là mạnh của total tổng vốn hóa của thị trường ha, kể cả altcoin lẫn gọi là BTC luôn, khá là mạnh từ thời gian như là tháng 10 cho đến lại là quãng thời gian vừa qua ha, một quãng thời gian tăng trưởng rất là mạnh. Và trong những thời gian vừa trước đó thì vào khoảng tầm là nửa tháng đổ lại đây rồi thì mình cũng đã nhận định là cái total này thì khi mà nó đã gặp ở cái mức gọi là cản ở cái mức khoảng là 1.600 này nè thì nó sẽ gọi là có phản ứng và nó sẽ không có đẹp như gọi là total 2 ha. Total 2 là tổng vốn hóa của đồng altcoin thì trong những thời gian vừa qua thì mình cũng đã nhận định từ ở những khoảng thời gian là khoảng từ Noel đến hiện tại ha. Noel là cái khoảng mức khoảng tầm khu vực này nè, mọi người thấy là cái khu vực này thì nó đã có một cái đà tăng trưởng khá là đẹp đúng không? Và khi mà nó chạm vào cái mức khoảng là hơn 840 tỷ đô ha thì nó đã có những sự phản ứng lại rồi. Thì nếu mà anh em nào đã theo mình ở trong những thời gian này thì nói chung là anh em cũng có một số lượng gọi là tăng tài khoản cũng khá là tốt ha trong thời gian ngắn. Tuy nhiên hiện tại thì đương nhiên là khi mà mỗi lần mà thị trường đứng trước những cái thông tin thì cái sự biến động của nó cũng khá là lớn và lần này thì cũng không có phải là ngoại lệ ha. Thì vào thời gian là khoảng là mình thấy hiện tại thì mình thấy có một thông tin đó là các tổ chức lớn hiện tại đó thì trong vòng khoảng tầm là tối nay là 20 giờ tối nay thì họ sẽ có cái gọi là nộp cái biên bản sửa đổi lần cuối cùng để gọi là để duyệt vào thời gian như là tối nay, thì gọi là cái hạn tối nay là để nộp đơn cái bản sửa đổi là vào khoảng tầm là 20 giờ tối nay. Và hiện tại thì BlackRock thì họ đang gọi là kỳ vọng là SEC sẽ duyệt đơn Bitcoin ETF Spot vào trong lần này. BlackRock là một quỹ là nắm giữ số lượng tài sản nhiều nhất trên thế giới nha. BlackRock nắm đâu đó lên đến khoảng là rất là lớn mọi người ha, lên đến khoảng tầm là 17.000 tỷ đô đó, là lớn nhất trong tất cả các quỹ. Thì đương nhiên là thông tin nhà báo thì họ đang như vậy thôi chứ chúng ta cũng không có gọi là đặt quá là nhiều kỳ vọng. Thì với bản thân của mình thì nếu mà trường hợp ở thời gian này đó, nếu mà SEC không chấp nhận cái đơn Bitcoin ETF Spot cho lần này thì mình cũng sẽ là không quá là bất ngờ. Tại vì là vẫn còn ở những cái lần chấp nhận thời gian như là tháng 3 đến tháng 4 nữa ha. Còn hiện tại thì mới là chỉ lần đầu tiên thôi. Nếu mà trường hợp gọi là SEC thì họ gọi là từ chối thì mình cũng không có mấy là bất ngờ. Nhưng mà hiện tại thì đa phần thị trường chung là đang kỳ vọng là SEC sẽ thông qua lần này. Thì thường thường người ta hay nói có một câu là sell the news, có nghĩa là sẽ bán khi mà gọi là tin tức tốt từ thị trường đúng không? Thì mọi người cũng là nên cẩn thận về những thông tin như thế này ha. Còn về gọi là Bitcoin Dominate. Bitcoin Dominate thì trong những thời gian qua mọi người đã thấy là nó đã có những sự gọi là bứt phá, gọi là phục hồi lại khá là xanh ha. Thì trong những thời gian qua mình cũng đã nói rồi, cái xu hướng hiện tại của thị trường thì nó đang thiên về gọi là cho Bitcoin và altcoin thì cái xu hướng của nó khá là xấu ha. Thì cái điều này thì mình cũng đã phân tích từ ở khoảng tầm là vài ngày trước rồi ha. Vài ngày trước mình cũng đã nói rồi. Trước đó là chúng ta có một cái xu hướng gọi là altcoin đẹp hơn so với lại là Bitcoin nè ha. Altcoin đẹp hơn khi mà thị phần của BTC giảm. Nhưng mà trong những thời gian vừa qua thì cái xu hướng nó đã đi ngược lại, có nghĩa là cái xu hướng của Bitcoin nó sẽ đẹp hơn so với lại xu hướng altcoin, có nghĩa là những nhà đầu tư họ đã có xu hướng dịch chuyển altcoin sang Bitcoin. Có thể là trong thời gian ngắn họ đã có lời khá là nhiều rồi nên họ chốt lời từ altcoin dịch chuyển về cho Bitcoin ha, hoặc là họ dịch chuyển từ altcoin về cho USDT. Nếu mà trong thị trường này đi thì chúng ta gọi là nếu mà thị trường lớn crypto luôn thì chúng ta có là Bitcoin là vua là king, là nó chiếm lên đến cái thị phần khoảng là 54% trong crypto, mọi người thấy không? Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về gọi là một cái ngách nhỏ hơn là stablecoin, là USDT thì nó là king của stablecoin và nó thậm chí có cái mức thị phần chiếm
khá là nhiều, chiếm lên đến khoảng tầm là 70%, hơn 70% so với lại cái thị phần của stablecoin ha. Nên tại vì sao là nếu mà mình phân tích về stablecoin thì mình sẽ là chỉ phân tích về USDT thôi, cũng giống như là thị trường lớn thì chúng ta nói nhắc đến rất là nhiều gọi là về Bitcoin, BTC đúng không? Nhưng mà về stablecoin thì mình sẽ là nhắc đến gọi là USDT thôi. Thì trong những thời gian như là mùa trước ha, hoặc thời gian trước đó, thì mình thấy là cái thị phần của USDT thì nó cũng chỉ ở mức khoảng là tầm là hơn 50%, cũng tương tự như là cái thị phần của Bitcoin như hiện tại thôi. Nhưng mà trong những thời gian qua thì khi mà các đồng stablecoin khác thì nó đã bị sụp đổ hoặc là nó đã rời bỏ cuộc chơi rồi, thì đương nhiên là ngày càng thì cái gọi là cái thị phần của USDT nó sẽ lớn hơn, tại vì là người dùng thì họ sẽ dịch chuyển các loại tài sản stablecoin khác về cho USDT ha. Hiện tại thì mình thấy là cái xu hướng gọi là trong thời gian qua thì đương nhiên là nhà đầu tư họ đã có lời cũng khá là nhiều trong thời gian ngắn rồi, thì đương nhiên họ sẽ phải là chốt từ Ancoin hoặc là từ Bitcoin ra Stablecoin ha. Nên mọi người đã thấy là trong những thời gian qua thì cái USDT Dominate thì nó đã có những cái sự gọi là sắc xanh, có những sự phục hồi khác biệt so với lại là những thời gian trước ha. Khi mà thời gian trước chủ yếu là nó toàn đi giảm thôi, nhưng mà hiện tại thì mọi người thấy nó đã có những cái sắc xanh khá là mạnh mẽ ở khu vực này. Thì tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ là xem về gọi là cái xu hướng Bitcoin ở thời gian hiện tại. Thì đầu tiên thì sáng hôm nay thì Bitcoin cũng đã đóng đến tuần á, khung tuần. Thì sáng hôm nay mình cũng đã cập nhật sớm ở trên nhóm Telegram rồi. Thì vào thời gian sáng hôm nay thì Bitcoin đóng đến tuần thì ở mức khoảng là cái giá đóng cửa ha, ở mức khoảng là 43.900 mấy, khoảng tầm là gần 44.000. Thì cái mức giá đóng cửa này thực sự là mình thấy là cũng khá là tốt ha, cũng không có gọi là khá là hoang mang của thị trường đâu, cũng không phải là quá là hoang mang như gọi là cái tâm lý thị trường ở thời gian sáng hôm nay. Cái giá đóng, nếu mà mình xét về cái giá đóng cửa thì giá đóng cửa thời gian của cái tuần vừa rồi là một cái giá đóng cửa khá là tốt trong khung tuần. Nhưng mà thực sự là chung quy là chúng ta cũng gọi là cũng chưa có nhiều những cái sự gọi là biến động nó khác biệt so với thời gian qua, khi mà chúng ta đã có khoảng tầm là hơn một tháng là BTC nó đi sideways ở trong một cái vùng range ha, và nó vẫn chưa có những cái giá đóng cửa nó thoát ra khỏi cái cây nến mẹ ở trước ha. Thì tiếp đến thì chúng ta sẽ đi xem qua về khung daily. Khung daily là khung ngày thì mình thấy là nó cũng thậm chí là nó cũng còn chưa có nhiều cái dữ kiện ha, nên mình sẽ là phân tích về gọi là cái khung M4 để cho cái sự rõ ràng ở thời gian hiện tại. Thì đương nhiên là thường thường thì mình phân tích biểu đồ thì mình sẽ là dùng khung M4 là nhiều nhất ha. Thì cái vấn đề này mình cũng đã nói rất là nhiều những thời gian trước rồi. Thì khung M4 thì nhìn chung rằng thì nó vẫn đi gọi là đi sideways cho mọi người ha. Thì cái vấn đề này mình cũng đã phân tích rất là nhiều thời gian trước, thì nó cũng đã đi sideways, vẫn đi sideways ở trong cái biên độ từ 4.500-600 ha, cho đến lại khoảng là 40.500. Thì hiện tại thì đương nhiên là thị trường thì những cái ngày gần cuối cùng khi mà đứng trước những cái thông tin gọi là lớn thị trường đó, thường thường thì cái đường giá của nó sẽ có nghĩa là nó sẽ đi nén ở trong một cái quãng phạm vi nhất định ha. Và khi mà gần đến ngày thì cái đường giá nó sẽ biến động khá là mạnh trong những thời gian khung nhỏ như là khung 15 phút, khung 30 phút, khung H1 hoặc H4 à, thì nó sẽ biến động rất là mạnh ở trong những khung nhỏ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta gọi là xem về những cái khung lớn hơn một chút xíu thì nó sẽ vẫn đi ngang ở trong một cái biên độ phạm vi nhất định thôi. Để khi nào mà trường hợp mà gần đến sát cái thời gian gọi là có thể là khoảng tầm là 1-2 ngày cuối, khi mà đến cái ngày gọi là cái thông tin lớn được tung ra ha, thì nó sẽ có những sự phá vỡ khác biệt so với lại những thời gian trước đó. Thì nếu mà chúng ta xem về gọi là cái trend range thì nó vẫn đi sideways ở trong cái thời gian qua, khi mà từ ở thời gian như là đầu tháng 12 đến hiện tại là cũng khoảng tầm là hơn một tháng rồi. Và mình thấy là cái đường xu hướng của nó ha, đường xu hướng nếu mà chúng ta gọi là nhìn sâu hơn một chút xíu nữa thì mình thấy là mọi người có thể thấy là cái xu hướng của nó đang có cái xu hướng là nó nén lên miếng phiên trên không, mọi người thấy là đường giá của nó này ha, di chuyển lên ha, và mỗi lần gọi là chạm vào cái đường xu hướng này thì nó lại tăng lên. Chữ khu vực này gọi là nó giống như là nó string ha, không phải gọi là string, nó gọi là nó tạo ra cái chân râu nến dưới thôi, và sau đó thì nó cũng đã bật lên. Trong thời gian qua mình thấy là có một cái lượng cầu vào thị trường cũng khá là mạnh ở khu vực này, mặc dù trước đó khu vực này thì nó đã có khoảng là mình nhớ là khoảng tầm là 140.000 BTC được bán ở khu vực này ha. Nhưng mà sau đó thì nó cũng đã có xu hướng nó hốt lên ha. Có nghĩa là cung và cầu thời gian hiện tại thì đang có sự tranh chấp giữa khu vực này, và khu vực này thì bò và gấu đang đánh nhau khu vực này mọi người ha. Thì cái gọi là cái
gọi là cái đơn được phê duyệt của đơn những cái đơn mà Bitcoin ETF spot được phê duyệt ha, thì vào khoảng thời gian như là thứ tư này, thứ tư ngày 10 tháng 1 này thì sẽ có thông tin ha. Nên mình nghĩ là từ giờ đến đó thì những cái time frame, những cái khung thời gian nhỏ của thị trường thì nó sẽ rất biến động và có thể nó sẽ khó đánh ha. Nên mọi người cũng là nên cẩn thận hơn một chút xíu. Còn hiện tại thì đương nhiên là nếu mà chúng ta nhìn vào BTC thì mình cũng đã nói rồi, BTC ở những cái mốc trên khoảng tầm là 40 mấy nghìn thì đương nhiên chúng ta sẽ không có mua được spot rồi, và chúng ta sẽ chỉ nhìn vào BTC và chúng ta gọi là đánh altcoin đúng không, chứ chúng ta đâu có mua mua BTC ở thời gian như này đâu. Còn nếu mà mai mốt tương lai nếu mà Bitcoin nó có giảm về những mốc sâu dưới khoảng tầm là 3x thì mọi người có thể là canh gom dần cũng được, nhưng mà thời gian hiện tại thì chúng ta chỉ nên nhìn vào Bitcoin và chúng ta đánh altcoin thôi. Thì trong những thời gian qua thì nếu mà anh em nào mà đã đánh những theo những cái kèo của mình thì nói chung là cũng có lời từ ít đến nhiều ha, từ 20% cho đến lại là 50-60% ha. Thì nếu mà anh em nào điển hình là những cái kèo như là OP, ARB nè, thì trong thời gian ngắn qua thì nó cũng đã có những sự tăng trưởng cũng khá là mạnh rồi. Thì nếu mà cái kèo ARB thì mình lại nhích hơn một chút xíu nữa ha, thì thời gian qua thì nó tăng lên đến tận là 2,12 đô. Thì ARB mình cũng đã cho cái vùng entry ở mức khoảng là 1,18 đô ở trong những cái buổi sáng đó. Thì nếu mà chúng ta lên cái vùng ATH thì nó cũng tăng khoảng tầm là 79%, gần 80% ha. Còn OB thì cũng khoảng tầm là 66% đó. Thì mình thấy là hai cái kèo điển hình là mọi người có thể là ăn rất là nhanh và cái biên độ lợi nhuận khá là cao trong thời gian ngắn ha. Thì đương nhiên là khi mà mình khôn kèo, mọi người thấy thời gian qua thì mình cũng khôn cũng một số kèo thôi, nhưng mà thật sự cũng không quá là nhiều đâu, cũng không có phải là quá là nhiều kèo đâu. Tại vì hiện tại những cái đội nhóm bên ngoài đó thì nói chung rất là dễ thôi, có thể là trong thời gian ngắn họ côn đến tận là 20 đến 30 kèo trong thời gian ngắn. Và đương nhiên là nếu mà kèo nào gọi là ăn thì đương nhiên họ mới khoe đúng không, còn kèo nào thua thì đương nhiên họ sẽ ỉm luôn mọi người ha. Thì cái điều này rất là dễ mọi người, nếu mà thậm chí mọi người côn 20 đến 30 kèo trong thời gian ngắn thì ai mà chẳng côn được đúng không. Mọi người cứ lựa chọn những cái đồng top coin trong top 20 market cap, mọi người cứ lựa chọn đi, thì kiểu gì nó cũng sẽ có ít nhất từ 5 cho đến 10 đồng nó tăng trưởng là một cái chuyện hoàn toàn bình thường ha. Còn bản thân của mình mọi người thấy là trong thời gian qua thậm chí mình sẽ không có côn quá là nhiều kèo. Thì cách chơi của mình là mình sẽ không côn quá nhiều nhiều kèo ha, và kèo nào kèo đó thì mình sẽ là xem và mình sẽ là research chất lượng đàng hoàng, hoặc là mình sẽ côn những cái kèo gọi là để chúng ta có thể là nắm giữ dài hạn cho mùa sau được ha. Mọi người thấy là trong thời gian qua thì mình những cái đồng coin nào mình đánh giá là đều là những đồng coin để được nắm giữ dài hạn. Thì nếu mọi người gọi là có một số tiền để đó đi thì mọi người có thể là đi xây dần dần, khi mà nếu mà mức giá của nó tụt khoảng tầm là từ 20 đến 30% thì mọi người đi xây cũng được ha. Còn thời gian hiện tại thì mình cũng thấy là cái xu hướng của altcoin thì nó đang khá là xấu. Thì nếu mà anh em nào mà future thì chúng ta có thể là canh sóc một số mã altcoin khi mà gọi là cái đường giá của nó đã bị gãy chẹt ra. Nói chung là nếu mà nó bị gãy gọi là cái xu hướng lớn thì chúng ta có thể là canh, chúng ta sóc xuống một số đồng altcoin. Còn đó là về future. Còn về spot thì ở trong những thời gian hiện tại thì mình thấy là có hai cái kế hoạch dành cho những anh em gọi là về support của altcoin. Thì những anh em nào mà có cái tầm nhìn dài hạn thị trường thì có thể mua, có thể đi sell từ 15 đến 20% những đồng top coin mà nó chưa có cái mức tăng trưởng quá là mạnh so với vùng giá đáy. Đó là một điều kiện, và có nghĩa là nó chưa có tăng trưởng quá là mạnh so với vùng giá đáy và nó đã có những sự điều chỉnh khá là mạnh ở trong những khoảng thời gian vừa rồi rồi. Có nghĩa là nếu mà so với vùng giá đáy thì đi thì nó chỉ khoảng tầm là ít 2 ít 3 lần thì chúng ta có thể canh mua được ha. Và đương nhiên là nếu mà vùng giá đỉnh thì nó sẽ phải điều chỉnh khoảng tầm là 30% trở lên ha. Chứ mà hiện tại thì đương nhiên là thị trường thì nói chung là thị trường là đỏ rồi, nhưng mà cũng có một số những đồng altcoin đó thì nó đang gọi là cái lượng cầu đẩy vào thì nó sẽ chưa có bị giảm quá là nhiều. Thì chúng ta những đồng đó thì chúng ta cũng chưa nên vội vào mua ha, thì chúng ta chỉ mua những đồng top coin nào mà có thể nắm giữ trong mùa sau và nó chưa có tăng quá là mạnh ha, cái biên độ lợi nhuận của nó chưa có quá là nhiều so với thời gian ngắn. Còn đương nhiên là đa phần thì mình thấy là cái xu hướng hiện tại của altcoin thì nó đang khá là xấu rồi. Thì nếu mà anh em đứng ngoài thị trường chúng ta quan sát về spot thì cũng được, không vấn đề gì ha. Chỉ đó là cái plan đầu tiên là chỉ dành cho những anh em nào mà gọi là không có quá là nhiều thời gian với thị trường ha. Chúng ta gọi là không có quá nhiều thời gian và chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta không có thể biết được rằng là đâu là đáy lịch của thị trường đúng không. Thì chúng ta có thể là đi xây từ 15 đến 20% cũng được ha. Đó là dành cho những anh em nào mà có cách chơi gọi là nó an toàn và nó đơn giản hơn ha.
và chúng ta có thể là nắm giữ những đồng altcoin, topcoin dài hạn cho mùa sóng được ha. Đó là dành cho những đồng topcoin hoặc là những đồng mà thuộc dạng như layer 2 mà có cái xu hướng sắp tới của thị trường thôi, chứ mình khuyên là mọi người không có nên mua những cái đồng dạng như là low cap, shitcoin, meme coin ha. Thì nếu mà chúng ta vào những cái đồng đó thì nói chung là chúng ta cũng không có thể biết được rằng là nó cái mức độ gọi là rủi ro như thế nào, và khả năng chúng ta về bờ cũng khá là khó hơn so với lại những đồng top coin ha. Nếu mà top coin thì trong thời gian ngắn nó điều chỉnh đi thì đương nhiên về dài hạn thì chúng ta sẽ có những cái sự về bờ cũng như là sự tăng trưởng rồi. Có thể là trong thời gian ngắn anh em có thể là giảm từ 20-30% là chuyện bình thường ha, nhưng mà về trung hạn và dài hạn thì đó là những đồng được gọi là cái sự chú ý cao. Và nếu mà trong thời gian qua nếu mà mình nhắc về những đồng top coin nào đó, thì mọi người cũng có thể biết ha. Còn hiện tại thì về xuống altcoin thì đang khá là xấu, thì có lẽ là nếu mà anh em nằm an toàn á, thì chúng ta có thể là chờ khi mà thị trường nó sẽ qua cái thông tin của cái đợt này ha, là có thể là qua thông tin ngày 10 đó thì anh em có sẽ có những cái gọi là sự an toàn hơn. Tại hiện tại thì thị trường đang nói chung là đang khá là biến động. Thì hôm nay thì mình cũng đã phân tích về Bitcoin cũng như là về altcoin ha. Thì mọi người có thể là tham gia vào nhóm Telegram á, link mình có để dưới phần mô tả đó. Thì trong Telegram mình sẽ thường xuyên cập nhật về thông tin thị trường, hoặc là mọi người có thể là tham gia vào nhóm Saigon Crypto Signal ha. Thì trong đó thì sẽ có những cái kiểu về filter cũng như là spot, cũng tùy theo gọi là thị trường. Khi mà thị trường nào mà cái sóng rõ ràng á, thì admin sẽ đăng những cái kiểu vào trong đó để anh em có thể đánh. Còn ví dụ như là khi nào mà thị trường gọi là cái sóng của nó sẽ gọi là nó đi khó chịu mà không được đẹp á, thì có thể là ngày hôm đó thì cũng sẽ là hạn chế con khèo ha, mọi người lưu ý ha. Và đương nhiên là nếu mà anh em nào tham gia vào nhóm này thì tương lai nếu mà nhóm đông á, thì mình cũng sẽ là mở một cái lớp về phân tích kỹ thuật ha. Thì đương nhiên là cái về phân tích kỹ thuật thì nó sẽ khá là chất lượng ha. Hiện tại thì mình thấy là bên ngoài thị trường cũng có một số nhóm á, thì họ ví dụ mình nói thẳng ra là họ lùa gà ha, lùa những vào những cái khoa học lên đến tận là 1.000-2.000 đô mà gọi là đánh đấm chẳng ra đâu vào đâu ha. Con kèo gọi là lên đến tận là 20-30 kèo, nếu mà kèo nào thắng thì họ gáy, hoặc là kèo nào im thì họ lỉm luôn mọi người ha. Thì nếu mà anh em nào mà tham gia vào thị trường trong một thời gian dài thì chúng ta có thể biết. Và mình khuyên là nếu mà những bạn mới nào tham gia vào thị trường á, thì nói chung là chúng ta cũng chưa có vội tin bất kỳ một ai ha, và chúng ta sẽ là có cái góc nhìn lắng nghe và quan sát một thời gian đủ lâu thì mọi người sẽ có góc nhìn cho mọi người, chứ mọi người cũng không có nên tin vội vào một ai ha. Còn trong hiện tại thị trường thì mình thấy là chúng ta có thể là hoàn toàn, nếu mà chúng ta gọi là chịu khó thì chúng ta có thể hoàn toàn gọi là tích lũy những cái kinh nghiệm cơ bản cho bản thân, chứ chúng ta cũng không có tội gì mà đóng lên là gọi là 1-2k đô mà chỉ là vào đó là học những cái phân tích cơ bản thôi. Còn nếu mà mọi người ví dụ như mọi người học về gọi là ví dụ như heat map hoặc là gọi là bản đồ dấu chân á, biểu đồ dấu chân hoặc biểu đồ nhiệt á, học về những cái đó thì đương nhiên là cái chi phí nó sẽ mắc hơn rồi. Nhưng mà nếu mọi người học về direction và những cái cơ bản thì mọi người là cũng không cần phải đóng tiền đâu ha. Và hoặc là mọi người có thể là tham gia vào nhóm Signal hoàn toàn miễn phí thôi ha. Và sau đó tương lai thì mình có thể mình sẽ mở cái lớp này cho mọi người ha. Mình xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video sau.